Rồi, chào tất cả mọi người. Thì bên tay phải của mình là lúa cái OM5451 nha các bạn, và cái một trong những cái dấu hiệu hiện tại thì OM5451 nó rơi vào cái giai đoạn cong trái me, nhưng mà nó lại xuất hiện cái vi khuẩn Santomonas gây cháy bì lá các bạn. Và những cái chòm xám xám như vậy thì nó sẽ cháy rất lẹ, thì nó trong vài ngày thì nó cháy lên, nó lan ra. Và khi đấy thì mình là những cái hộ lân cận thì nó sẽ lan theo chiều gió, và mưa gió nó gây tổn thương thì nó sẽ tấn công vào ở phía trong cái mô lá rất nhanh. Thì điển hình như mình là cũng là cái OM18 thì có khả năng ngày mai mình sẽ phải phun xen kẽ một cái cữ giữa chỗ lẹt xẹt và chỗ đều một cữ vi khuẩn nữa nha các bạn. Hay đây, hiện tại thì cặp ganh này các bạn, nó cũng sẽ có cái vấn đề là tấn công vào sự lây lan bởi gió theo chiều gió các bạn. Không, thấy anh em và các bạn thấy một cái lằn đó, nó đi 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 thì nó đi lan qua lên cái qua bên miếng lúa mình luôn nha các bạn. Thì do những cái nơi này thì lúa nó dư phân nó tốt, thì nó càng dư phân nó càng tốt, thì nó càng dễ bị nhiễm vi khuẩn. Và những nguyên nhân nhiễm vi khuẩn như vậy là nó có ở dưới nền đất, và chúng ta bón phân nó không cân đối và nó sẽ tiếp tục lây lan. Như hiện tại thì trên cái miếng 5451 này thì nó cũng đang bị nặng các bạn. Bạn theo và nếu chúng ta không phun trận thì nó sẽ lan tiếp vào bên ruộng mình. Và đặc biệt là cái vi khuẩn Santomonas này thì nó tấn công rất lẹ và rất nhanh, và khi nó có xuất hiện trên ruộng của chúng ta thì giống như là chộm nó vào được nhà, và quan trọng là chúng ta giữ được cái gì trong nhà thôi đó, thì chúng ta cũng phải rất là tốn kém nha các bạn, không có đơn giản đâu. Và đặc biệt ở cái vụ ba thì là cái vụ vi khuẩn nó sẽ lây lan từ chân ruộng này sang chân ruộng khác cũng rất là dữ. Khả năng cái chòm này sẽ thiệt hại nặng nha các bạn. Đấy, và nó tiếp tục lây lan. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ đây các bạn, thì mình thấy rằng là năm nay cái năng suất lúa nó sẽ mất luôn năng suất toàn cả năm các bạn. Năng suất sẽ thấp cả năm luôn. Không phải riêng cái vụ đông xuân không. Đông xuân thì nó bị mất năng suất do đối tượng dịch hại như mũi hành, gầy phấn trắng. Còn ở cái vụ hè thu này thì đến thời điểm hiện tại thì mình thấy một số mã lúa thì cũng tạm gọi là ok, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là nó cũng không có năng suất cao đâu các bạn. Thời tiết cũng không có thuận lợi để cho bà con nông dân mà được mùa. Có nghĩa là rơi vào cái giai đoạn chỗ các bạn mà có những cái đám mưa đêm á các bạn, lất phất á, thì nó gây lép rất dữ.
Tại vì hiện tại là mình thấy là cái vi khuẩn ở bên ruộng mình nó đang, những cái mép lá lúa các bạn, nó đang tiết ra cái dịch màu đục đục đó các bạn. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu là vi khuẩn nó đang có mặt và gây hại tấn công. Thì mình phun để chủ yếu cho nó chặn đứng lại thôi các bạn, chứ hết thì nó không hết được. Vi khuẩn nó đã có trong ruộng chúng ta thì không bao giờ hết được. Và mình phun để cho nó chặn lại, dựng đứng lại và nó không có lây lan tiếp tục nữa nha các bạn. Rồi thôi, chào anh em và các bạn, chúc tất cả anh em và các bạn có một buổi chiều thật là ấm áp.